Bật mí chiến thuật IQ 1000 của Alonso giúp Leverkusen lập kỳ tích bất bại. Huấn luyện viên Xabi Alonso bật mí chiến thuật nhỏ mà có vó giúp cho Bayer Leverkusen của ông tạo nên một mùa giải phi thường và đã nối dài kỳ tích bất bại. Tại mùa giải năm nay, Leverkusen đã trở thành một thế lực đáng sợ ở lục địa già. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alonso, họ đã hạ bệ Bayern Munich để vô địch Bundesliga một cách không thể khuất phục hơn. Điều kinh ngạc là Leverkusen vẫn chưa hề để thua trên mọi đấu trường. Tính đến thời điểm này, thầy trò Alonso thậm chí đã phá kỷ lục châu Âu với chuỗi 49 trận bất bại liên tiếp và đang chưa có dấu hiệu dừng lại. Ý chí chiến đấu ngoan cường và nền tảng thể lực tuyệt vời của Leverkusen cũng là điều phải nhắc tới. Đoàn quân của Alonso đã ghi 17 bàn từ phút 90 trở đi, một thống kê thật khủng khiếp. Trong số 10 trên 12 trận sân khách, Leverkusen chọn sân ở phía tựa lưng vào khán đài có cổ động viên của mình. Đến hiệp 2, họ hướng tấn công về cầu môn có khán đài tòa fan đối thủ. Cách tư duy này khác với thông thường, bởi các câu lạc bộ thường chọn tấn công khung thành đối phương có cổ động viên của mình đằng sau ở hiệp 2 nhằm tăng thêm sức mạnh. Tấn công theo hướng ngược lại đã trở thành chìa khóa giúp Leverkusen giành chiến thắng hoặc thất thua vào những phút chót trong rất nhiều trận đấu. Trong bài phỏng vấn mới đây, phóng viên ESPN Bundesliga đã hỏi huấn luyện viên Alonso về quyết định mà đội trưởng Lucas Hrazecki đã chọn trên sân. Alonso chỉ nói đơn giản, đội trưởng Lucas Hrazecki đủ khôn ngoan để biết phải làm gì. Chúng tôi có lý do riêng của mình, chúng tôi không thể giải thích chi tiết mọi thứ, nhưng luôn có lý do cho nhiều nho nhỏ mà bạn cố gắng làm.